Chúng ta tiếp tục với bài số 6. Trang số 7 liên quan tới cái gì? Tới chủ ngữ, tân ngữ, rồi tính từ sở hữu, đại từ sở hữu. Đó, nó liên quan tới như thế này. Chúng ta chú ý này. Đại từ nhân xưng này. Đại từ nhân xưng, cái này gọi là đại từ nhân xưng. Đại từ nhân xưng, tân ngữ, tính từ sở hữu, đại từ sở hữu. Chúng ta chú ý cái tên gọi của nó. Cái này gọi là gì? Đại từ nhân xưng. Cái hàng đầu tiên là đại từ nhân xưng. Đại từ nhân xưng của chúng ta có ai? Ai là tôi? You là bạn hoặc các bạn. He là anh ấy, she là cô ấy, it là nó. We là chúng tôi, chúng ta. You ở đây này, you này là bạn, còn you này là các bạn. Rồi đây là bọn họ, bọn chúng, bọn nó. Đây, đây là tân ngữ. Cái hàng thứ hai là tân ngữ. Túc từ, mà còn gọi là trong chúng gọi là túc từ. Ok, me là tôi, you là bạn, him là anh ấy, her là cô ấy, it là nó, us là you them. Giờ cái hàng tiếp theo là tính từ sở hữu. Tính từ sở hữu. Hàng là đại từ sở hữu. Đại từ sở hữu. Rồi, bây giờ tính từ sở hữu này là my, your, his, her, its, our, your, their. Còn đại từ sở hữu là my này, mine, my, your có sở. Hit không viết bình thường, her có sở, our có sở, your có sở, their có sở. Và it không có đại từ sở hữu. Nên, chúng ta chú ý như thế này. Ai, ví dụ như là đại từ nhân xưng sẽ đứng đầu câu, đóng vai trò chủ trong câu. Ví dụ, anh ấy là một giáo viên, he a teacher. Thì cái này nó là danh từ đại từ nhân xưng đứng đầu câu, đóng vai trò chủ trong câu. Nha. Tiếp theo còn cái tân ngữ thì sao này? Tôi sẽ I will take him. Tôi sẽ đưa anh ta to the zoo. Tôi sẽ đưa anh ấy đi sở thú. Nhưng him này nó đứng ở giữa câu nhá. Đây gọi là tân ngữ, nó sẽ đứng ở giữa câu, nó sau động từ. Ok, gọi là tân ngữ. Tiếp theo liên quan đến cái thằng tính từ sở hữu và đại từ sở hữu. Tính từ sở hữu. Ví dụ my book, quyển sách của tôi thì màu đỏ. Quyển sách của tôi thì màu đỏ. Tính từ sở hữu nó phải đi kèm với danh từ, nó phải đứng trước danh từ để cho chúng ta biết cái danh từ đó là của ai, thuộc sở hữu của ai. Còn cái đại từ sở hữu này, đại từ sở hữu của bạn, chúng ta cho sở ở đây, chúng ta sẽ không viết book ở đây. Của bạn thì màu vàng chẳng hạn, quyển sách của tôi màu đỏ, quyển của bạn màu vàng. Bây giờ ở đây cái đại từ sở hữu chúng ta không cần một cái danh từ phía sau đó, và chúng ta ngầm hiểu nó là quyển sách đây rồi này, chúng ta ngầm hiểu nó là cái gì rồi, và cái này nó bằng với your book đó. Vậy thì tóm lại á, là nếu mà các bạn thấy danh từ các bạn xài tính từ sở hữu, các bạn không thấy danh từ các bạn xài đại từ sở hữu. Rồi xuống cái bài dưới này. It is your, bây giờ jacket là danh từ rồi thì chúng ta xài tính từ sở hữu là your nhé. It is your jacket. No it isn't. It isn't, nó không phải là của tôi. Bây giờ ở đây không có một cái danh từ nào cả thì chúng ta phải xài đại từ sở hữu là my này, mine này. Rồi nó là của cô ấy, nó là cái áo khoác của cô ấy. Cái jacket đây là danh từ rồi thì chắc chắn là phải xài tính từ sở hữu là her này. Của tôi thì màu blue. Bây giờ ở đây lại không có danh từ thì phải xài đại từ sở hữu mine này, my. Do you want, ở đây chúng ta phải xài đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ trong câu. Do you want it? Rồi sau cái động từ want này chúng ta phải xài tân ngữ it. Ok, rồi cái câu số 2. Ad bây giờ chú ý clot là danh từ. Trước danh từ sẽ là một tính từ, chúng ta xài there. Đó là bao tay của bọn họ phải không? Yes, they are. Ở đây chúng ta đang cần một chủ ngữ. Đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ. Yes, they are. Where are my glove? Bây giờ có danh từ này. Danh từ đây rồi thì phải xài tính từ sở hữu. I can't find them. Đây là động từ này. Sau động từ nó sẽ cộng một tân ngữ. Cái o này ký hiệu của tân ngữ. Vậy ở đây chúng ta xài đâm, tân ngữ đâm. Tân ngữ đâm. Rồi, câu số 3 này. Bây giờ đứng đầu câu này, đóng vai trò chủ ngữ trong câu thì chúng ta xài đại từ nhân xưng I. I think this is our classroom. Classroom là danh từ rồi, trước danh từ sẽ là một tính từ sở hữu, chúng ta xài our. No it isn't, rồi chủ ngữ. No it isn't. This is their classroom. Bây giờ classroom là danh từ, trước danh từ thì phải là tính từ sở hữu, khoanh vào their. Đây là phòng học của bọn họ. Phòng học của chúng ta là phòng A2. Bây giờ ở đây phía này không thấy danh từ đâu cả. Vậy thì xài đại từ sở hữu. Our có sở.
Our có sở. Rồi xuống bài số 7 thì liên quan tới cái phần can. Can là gì? Can là một cái modal verb, nó là động từ khiếm khuyết, động từ đặc biệt, động từ đặc biệt, hoặc gọi là động từ khiếm khuyết. À, động từ đặc biệt, động từ khiếm khuyết. Và tiếng Anh là modal verb. Modal verb. Chú ý sau modal verb nó luôn là một cái động từ nguyên mẫu. Nó là động từ nguyên mẫu không chu. Động từ nguyên mẫu không chu. Rồi, dạng khẳng định là can cộng động từ nguyên mẫu không chu. Có thể làm gì đó. Rồi, câu phủ định là cannot, viết tắt là can't, cộng động từ nguyên mẫu không chu là không thể. Cái này là diễn tả một khả năng ở hiện tại. Bây giờ dấu tích là có thể và dấu x là không thể. Chúng ta điền vô đây. Xin chào, tôi là George. Tôi có thể play tennis và tôi có thể ride a bike. Nhưng tôi không thể do martial art. Đây là can này. My friend John and Sam can't do gymnastics. But they can't play basketball. My sister Mary can't play football very well. Can you do martial arts? Rồi chào, tôi là George. Tôi có thể chơi bóng bóng quần vợt. Tôi có thể chơi quần vợt và tôi có thể đạp xe nhưng tôi không thể tập võ thuật được. Những người bạn của tôi đó là John và Sam thì không thể tập điền kinh nhưng họ có thể chơi bóng rổ. Em gái tôi là Mary không thể chơi football, không thể chơi bóng đá giỏi được. Bạn có thể tập võ thuật không? Can you do martial arts? Tell your partner about what you can do and what you can't do. Okay. Hi. My name V. I can swim and I can play volleyball. I can do judo and I can play basketball.